có chuyện gì hả? Em vừa mới thấy chị hai chạy ra, không biết có chuyện gì mà có vẻ hốt hoảng dữ lắm. Chị hai lúc nào mà hỏng như đổ nước sôi. Nhưng mà hôm nay nhìn khác mỗi bữa dữ lắm chị. Hình như có chuyện gì đó bí mật dữ lắm á. Vậy hả? Chị để chị đi theo con sao? Dạ. Chào bà hai nhà họ Trịnh. Tôi đã kêu các người dừng tay rồi. Tôi đã không nhận lại một cắc nào rồi. Đã vậy còn tới đây đòi tiền tôi nữa là sao? Không có lo thôi nữa. Mau trả tiền đây. Nếu bà không trả tiền cho tôi á, thì bà không yên với tôi đâu. Mày hăm dọa tao đó hả? Nếu chuyện này tôi mà đi nói ra thì cả thiên hạ họ sẽ biết danh tiếng của bà hai nhà họ Trịnh như thế nào. Sao? Bà muốn đưa tiền hay là bà muốn cho mọi người đều biết? Biến mau đi. Đa tạ bà hai. Sau này mà có việc gì á, cứ nói tôi một tiếng, tôi sẽ đến ngay. Khỏi. Đi đi. Bà khỏi đuổi. Chị hai. Chị hai. Chị hai. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.